Dạ em Châu xin kính chào anh chị và cô chú bác. Bữa nay em sẽ lên sóng đặc biệt một chiếc xe quay Alpha lốc trắng này thôi. Như thường lệ thì nhà em gần Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Số điện thoại của em là 097 44 99 005. Số điện thoại em có Zalo luôn ha. Rồi thì em sẽ vô một chiếc quay Alpha lốc trắng này thôi, chứ em lướt sơ qua vài chiếc xe quay Thái 110. Em lướt sơ qua vài chiếc quay Thái 110 ha. Rồi để em vô chủ đề chính nha. Thì đây là một chiếc xe quay Alpha lốc trắng. Một chiếc quay Alpha lốc trắng. Xe này là em bao anh em là đầu lòng nồi máy móc nguyên zin, là xe này nguyên cục máy zin hết, là máy chưa làm nè, nồi chưa làm nè, nồi chả cốc cốc luôn nè, đầu lòng zin luôn nè, vàng bạc nước sơn zin, không sơn không phết nè, áo theo xe nè mà có bể nhẹ nè, rồi xe này máy im hay không khói luôn. Giá em bán là chỉ có 10 triệu thôi. Rồi để em vô phần chi tiết ha. Như em đã nói thì xe này vàng bạc nước sơn rin. Đấy, nước sơn rin đấy. Em để em lướt sơ qua đi ha. Đi một vòng đi ha. Vàng bạc thì đẹp lắm anh chị của chú bác. Sườn đẹp luôn, sườn không mục, không sơn, không hàng luôn. Bình xăng cái đẹp luôn. Vàng bạc nước sơn rin đó. Quan trọng là cái máy anh chị của bác, có máy nổ có ngon hay không. Rồi để em đi vô cái máy đi ha. Rồi em cho nổ máy ha. Đầu tiên em nổ máy trước. Xe này quay Alpha lốc trắng ha. Đầu lòng máy móc nguyên zin. Nổ máy rồi á. Máy đang nổ chị của chú bác. Đó, rồi chả cốc cốc gì đó. Y như là không nổ luôn. Máy im dữ dằn. Máy đang nổ đó em. Đang nổ gì các bác. Nghe cái bô phập 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 thôi. Máy im cực kỳ lắm. Để em tắt máy đi ha. Còn mà muốn em cho nổ máy thêm cái nữa nè. Em hứa là đứng 1 mét là không nghe tiếng máy luôn. Máy nổ, không nghe tiếng máy luôn. Cái điện thoại em pin nó cũng hơi chuẩn bị yếu rồi ha. Chuẩn bị yếu rồi. Đây nè, em cho coi nè. Bình xăng nè. Đó. Mới vậy á, không có thấm nước gì đâu á, bị nước sơn đổ chị quá. Nó xăng nó mới vậy thôi chị chú bác. Chưa có vệ sinh gì rửa gì hết, rất đỏ dính lùm lum luôn. Cái sườn đẹp cực kỳ. Xe có 10 triệu mà quá là rẻ luôn, em thiệt rẻ lắm luôn á. Cái này vẫn còn cái đát luôn nè. Đát 204. Alpha 204. Em lướt sơ qua cái bình xăng cái với nước sơn nha. Bát này, nước sơn nè. Sơn nè. Trên này còn zin nhiều lắm. Đồ theo xe dữ dằn lắm. Anh chị thấy cô chú bác cặp gù cái bao tay từ nào giờ nè. Còn nguyên nè. Còn nguyên si luôn. Đồng hồ. Áo theo xe, chá trên này, cái chá đầu áo trên này đẹp, xuống đây vẫn còn đẹp, nhưng mà áo, phần áo là đặc biệt nó bị bể đây nè, chị chưa bắt bể đây nè, đây nè,
mà em bắt cứng nó rồi, em cho cái lâm đền tán bự vô bắt cứng rồi. Cái bẩn thì bể đây mình không nói đi, bẩn thì bể em nói, em cho bắt cứng rồi. Cái nào xấu em nói xấu cho hen, anh chị cho bác dễ hình dung, chứ mình nói xe mình tốt không là không có được, lúc bán là không có được. Đây nè, nó bể đây nè, bể nè, em cho bắt ốc cứng rồi, là bể đây nè. Còn như là xe liền lạc không có bể vậy theo. Cái yên này cũng nhâm nham nham thôi, bị chột nó gặm lên á, cái gặm nhâm nham trên chứ không có lủng được cái gì theo. Đặc biệt cái em thích cái sườn xe này quá, sườn xe này đẹp. Rồi tới phần này mới tê tái nè. Nước sơn, vàng bạc nước sơn, rin, không sơn không phết. Anh chị quá nhìn cái bọc sơn nè. Bọc sơn rin nè. Bọc sơn rin theo xe còn đáp luôn ha, quanh pha 2.4 ha. Nó đẹp nước sơn vậy đó. Đây nè. Đó, sơn lóc nè. Em quay sát luôn cho anh chị quá xem đó. Vàng bạc nước sơn đẹp lắm. Cái này hiếm lắm có cái xe được xe này. Mà xe này em bao chỉ là đầu lòng máy móc nguyên rin. Cho vàng bạc trước nè. Nhìn anh nè. Xe có 10 triệu à, mà máy rin nước sơn đẹp nữa. Máy câm này về chùi rửa ra. Công nhận cái xe này vàng bạc nước sơn dữ thiệt. Để em sát cho đầu lòng cho tối quá. Em bao đều em bao anh chị là đầu lòng nồi máy móc nguyên rin. Khỏi lo cái vụ mà xe rút đầu hay là rút đầu cạo khối làm nồi gì hết. Đồ vàng bạc nè. 4 ngóc đầu, 3 ngóc đầu còn luôn rồi ha. Rin bốc 3 cục canh luôn nè. Vàng bạc nè. Đó, xe này em có nãy em có chê vậy đó anh chị cái bác. Em chê cái là áo có bể hai bên mấy da đôi đó vậy đó. Xe lớn quá. Vàng bạc ngon lành luôn ha. Đẹp. Cái giò đạp thắng còn luôn nè. Cái giò đạp còn luôn nè. Cái gấp sau cũng còn vẫn còn theo xe này ha. Tem gấp vẫn còn. Phần trong cái sườn trong không có mục mọt cho nên không có mục miếng nào đó, không có ra tôm xét miếng nào hết đó. Đẹp. Cái này tại vì cái ánh đèn ha, chứ nó đẹp lắm. Dí dốc tán rồi mới xanh đó rồi. Cái bô đẹp cực kỳ luôn. Bô theo xe luôn. Rồi giá em bán là 10 triệu anh chị chú bác. 10 triệu quay anh pha lóc trắng. Em đi dầm trên chị chú bác xem ha. Xe này em xin hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho anh chị của chú bác ha. Đi các tỉnh luôn. Biển số 36K6-1595. Có anh kia anh cũng mua 10 triệu rồi mà anh kêu em dọn này kia lên á. Em thấy cũng cực quá. Thôi giờ em để bác ấy về nè, bán 10 triệu. Xe này về anh chị của bác chỉ chạy thôi, không có làm gì hết đó. Chỉ mình làm cho mấy cái áo hai bên đó. Với cầm bên trước nữa, mà cầm bên trước này anh chị gỡ ra gỡ vô thay cầm hoặc thay cái niềng mấy trăm ngàn nữa xong. Hoặc bộ cầm trăm mấy nữa. Đó, đẹp cái xe luôn. Xe gì mà nó im. Im lắm. Tìm lắm. Máy đang nổ á. Không có nghe. Im lắm. Cái mô này chưa? Mô này không tập quen. Rồi anh chị có bác thích xe này cứ alo em ha. Em quên vụ đèn càng chứ. Nhanh là đầy đủ hết em. Đèn xin nhanh là đủ hết. Đó.
cút pha đầy đủ luôn, máy đang nổ vậy đó. Rồi thôi em hẹn video kế tiếp đi ha. Xe này có cái này nè, nè cao đầu mét này nè, có luôn, em làm rồi nè, mới dây mới luôn nè đó. Em gỡ cái đầu đèn ra em câu lên cái là có cao đầu mét luôn ha, hoàn chỉnh rồi, giờ chỉ chạy thôi, lâu lâu xả lỗ chiếc con. Rồi em hẹn gặp lại video kế tiếp ha. Xe có 10 triệu, quên pha lốp trắng, đầu lòng máy móc nguyên rin, im rẻ anh chị cô chú bác.